À, nó đẹp một cách rất là lạ thường. Đó phải chăng là một cái cách mà để những cái nghệ sĩ nhiếp ảnh như anh tôn vinh những người lao động? À, đúng rồi. Đấy là một trong những một của cái đề tài mà mình theo đuổi từ mình nghiên cứu từ 10 năm nay và đã, hiện tại đang theo đuổi rất là sâu về cái đề tài này. Đây là đề tài để nghiên cứu và tôn vinh những cái nét đẹp văn hóa truyền thống của người lao động của mình và mong muốn là giới thiệu được những cái nét đẹp đấy ra thế giới. À, chúng chụp nó lên hình đẹp như vậy, anh có một cái bí quyết nào đó, một cái kinh nghiệm nào có thể chia sẻ được không? À, kinh nghiệm của mình, của cá nhân mình thì chỉ là nghiên cứu xem ảnh thật nhiều, nghiên cứu và xem ảnh, xem những cách thể hiện, phương pháp thể hiện của nước ngoài. Sau đấy thì mình áp dụng vào bằng những cái frame hình của mình. Từ đấy thì có cho ra những cái kết quả. Thank you.